nặng quá anh em ơi. Dạ. Ôi nặng quá. Ê ê ê. Đây, đây. Có hàng này. Con gì vậy? Trời, con gì vậy? Ôi. Hả? Trời. Đây đây đây. Con gì nặng dữ vậy? Ủa con gì sao sao thấy giống hai con vậy? Hả? Gì vậy? Hả? Gì vậy? Ừ. Răng răng hậu dạ anh. Ừ, hậu dạ anh tổ luôn. Thôi, phải hậu dạ anh không? Anh có thủ kiến chứ. Kiến quá rồi. Quá rồi cái vàng luôn. Đây, đây, đây. Trời ơi, con răng hậu dạ anh. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Quỳnh Khải Vlog nha. Mình chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Nay mình với ông anh ruột mình có một chuyến hành trình đi bẫy rắn nha cả nhà. Nay đi bẫy rắn thì ghê nha, đi mà đi sâu vô rừng luôn nha, kiểu mà trong đống hoang sơ luôn hả quý. Ông anh mình tình quý nha cả nhà, tình phú quý nha cả nhà. Là là quan sơ lắm nha, là ở trong đang mình với ông anh mình đang ở qua ở Phú Long hả, Phú Long huyện Bình Đại Bến Tre đó nha. Rồi mình đi vô gần sông, trống gần sông gì đó, gần sông lớn trống luôn hả. Đây ở sau lưng mình là cái con rạch nhỏ là ở trước nhà ông anh ruột của mình nha các bạn. Rồi xong rồi mình với anh mình sẽ lên chiếc xuồng của ông anh mình đây, hai anh em mình sẽ chèo vô lúc ở trong, lúc ở trong sâu luôn, gần ở gần ở sông lớn gần biển luôn nha các bạn, là trong sâu không có nhà luôn. Tại ở nhà ông anh mình ở đây là cũng còn cái nhà trong kia nữa là đót luôn rồi các bạn ơi, hết nhà luôn rồi. Mình với ông anh mình nay có 6-7 rắn cả nhà. Mình với ông anh mình sẽ vô tổng đặt, mình ông anh mình sẽ đặt trong vòng 3 ngày rồi mình sẽ đi gỡ có rắn mình quay các bạn coi nha. Hả? Ừ. Mặt xấu hả? Xấu hả đẹp rồi. Quá đời vừa nước luôn, quá đời các bạn. Đây vừa nước cũng không thua kém gì, bữa mình làm clip đặt lợp đặt lú ở cũng Bến Tre luôn nha các bạn. Quá trời ba này cái gì? Ui dướng. Này xui cái anh em mình nước đang nước ngọt nha các bạn. Anh em chèo cũng hơi đuối đuối. Né luôn rồi, chưa chừng trúng đầu á. Quá, đi mấy cái hướng này vất vả lắm các bạn. Ông bắp cày đồ, ông mù cọp đồ. Quá. Nãy giờ anh em chèo cũng 15-20 phút nha các bạn. Vô nãy giờ trải qua biết nhiêu trăm ngàn đắng cay các bạn. Cây cối là đường đi nó cũng khó khăn nữa, mình phải chặt, mình cầm theo dao luôn các bạn. Mình phải chặt nhánh dừa, chặt mấy cái lá sậy gì tùm lum các bạn. Còn đoạn sao lắm rồi. Thôi, tiếp các bạn theo chân anh em mình nha. Nãy hai anh em mình mới trong con rạch nhỏ đó, giờ hai anh em mình ra sông lớn, sông trong này cũng không lớn mấy nha các bạn. Này là còn nối ra con sông lớn nữa nha các bạn. Nhìn hơi ghê rợn nha các bạn. Này có cá sấu chắc tao mày tiêu quá rồi. Đây mấy cái gì vậy? Đây là con sông này nối liền ra một con sông lớn nữa nha các bạn. Nối liền ra một con sông lớn nữa. Xong rồi sông lớn nó mới ra biển cái nữa nha các bạn. Tại hai anh em mình đang trong khu sâu luôn các bạn. Ở đây đặt rắn đã quá quý ơi. Ôi ơi, mình nói đặt rắn đã mà nay anh em mình có 6-7 rắn rồi các bạn ơi. 6 cái à. 6 cái mà anh em mình đi lúc đây hơi vất vả để đặt chuyến này vô đây khám phá ở đây thử rắn nhiều, mình đặt xong chuyến sau hai anh em sắm và nhiều bẫy hơn, mình đặt cái chuyến hoành tráng vô các bạn coi nha. Rung rạng ghê đẩn thế rồi các bạn. Anh em đi chúng ta ngon.
rồi tiếp nhau ạ. Nhà quan nha các bạn, nhà sập luôn các bạn ơi. Vậy thôi đủ chạy mày. Hồi ráng hy sinh mà quý anh. Anh em mình đặt rắn phải có rắn quay cho các bạn coi chứ. Chứ cũng cải thiện cuộc sống gia đình đó vậy. Vậy mà nãy hai anh em mình tưởng cái lá người ta chặt người ta bỏ lên các bạn, mà trong đây cũng không có người ai đâu chặt các bạn. Ê, nhà quan này có chiếc chuồng bể luôn. Có chuồng bể luôn, chuồng cũ ta bỏ luôn nữa. Thay chuồng này cũng còn thay được ha. Mà giặt chứ. Hai anh em con cũng vì cuộc sống mưu sinh mới vô tới chỗ an nghỉ ông bà khúc mặt khúc ngoài cho hai anh em con đặt cái bẫy rắn nha ông bà. Tụi con cũng không ý xâm phạm, đặt vô sâu sâu ấy, đặt vô sâu sâu quá nhé. Hai anh em mình làm chiến sinh tồn thì ngủ đây 24 giờ không. Kiếm chỗ nào phê phê á, lỡ hai anh em vô tới đây rồi nhà ghê quá các bạn ơi. Thôi vậy anh cột dây cái hai anh em đi đặt xong cái ra xuồng trôi không tiêu. Không có xuồng về luôn. Let's go. Let's go. Anh mình cũng cuộc sống cũng khó khăn, nuôi con hai đứa nhỏ không có tiền mua cái xuồng bằng bê cao quá trời, anh em lên trao đảo mệt thiệt. Ở đâu có tiền mua cái xuồng cây rẻ quá. Ừ, cái lồng đá quá rồi. Ôi, anh em bây giờ quay về trên đoạn đường nãy coi có chỗ nào à? Lý tưởng cái hai anh em này còn 27 nữa các bạn. Tưởng đâu đặt trên ngọn cỏ chứ mà đặt gắn ngọn cỏ. Vô quá à. Cái này nữa mình đặt cái thứ năm nữa các bạn, còn cái nữa các bạn, đây nghĩa thực bẫy rắn là vậy nè các bạn. Bẫy này có ông anh mình làm luôn nha các bạn, tự làm tự bẫy rồi cũng bán thêm nữa các bạn, bán bẫy rắn luôn mà. Đặt vô còn cái nữa các bạn. Thấy ngay cây dừa rồi, ngày đó có bụi cỏ ngon quá. Gặp rắn mà dày quá, đi dở gặp rắn la trời đúng không. Chuyện ông á, mình cái nghề bẫy rắn này ông dữ lắm các bạn, ông mù cọp, ông đủ thứ các loại, ông đủ lũi vô vậy nó quất cái mặt như thà bá luôn.
Thôi hai anh em mình chuyến hành trình đặc biệt rắn xong rồi các bạn. Hẹn 3 ngày nữa cái hai anh em mình có chuyến đi thăm quay các bạn coi nha. Chào các bạn luôn nha. Hello, chào mừng cả nhà đến với Quỳnh Khải Vlog nha cả nhà. Hôm nay là đến hẹn lại lên. Sau đây cũng là ông anh mình, anh ruột mình nha cả nhà. Nay là cũng 3 ngày cả nhà ơi. Nay hai anh em mình hồi hổm hai anh em mình đi đặt bẫy rắn á nha. Hôm nay hai anh em mình đi thăm bẫy nha. Là hổm mình hai anh em đặt 6 cái. Xong rồi buổi chiều đó hai anh em bắt được kiếm được 2 chuột nữa, đặt 2 cái nữa là 8 cái nha cả nhà. Vậy hai anh em mình có chuyến hành trình đi thăm bẫy rắn 8 cái nha. Biết 3 ngày rồi không biết có thành quả gì không đây, chứ hổm đi xa lắm, cực lắm rồi. Ông anh mình chèo thôi hết nói luôn. Thôi cũng không nói nhiều nữa, let's go cả nhà ơi. Ôi. Lên lên xuồng rồi nha các bạn. Let's go các bạn ơi. Đoạn đường hành trình còn xa quá. Hai anh em mình chứ đợt không hai anh em chèo vô tới chỗ bẫy rắn hơi xa nha cả nhà. Đuối luôn ông anh mình về muốn giục cái tay luôn. Đây. Ôi. Này giấy có thu hoạch hả các bạn? Thu hoạch được con hay con cũng đỡ, kiếm được vài xị, vài trăm ngàn cho mấy đứa nhỏ ăn uống đi học rồi. Rồi. Ôi, chuột còn không? Nó chết luôn rồi. Chuột sao? Chuột sống. Ôi, không biết. Nếu như chết chuột. Chuột không gì dai ha. Một lúc luôn. Có gì bỏ ở đây, chuột có gì ăn đâu mà nó sống mấy ngày hay vậy ta. Đây là chuột. Ủa ghê ta. Thôi cái đầu tiên không có. Thôi hai anh em mình tiếp thôi. Ông anh mình chơi hơi lố, giờ ve lại. Mọi người. Cái thứ hai mọi người ơi. Không lẽ đặt mấy ngày không lẽ không có cơm cháo gì hết. Trớn luôn hả? Mọi đặt trong đây ngon đi, anh em đi chèo ra muốn xúc cây láp luôn mà không có nữa. Khu nước mặn à. Đây khu nước mặn à. Khu nước mặn bẫy rắn mà không dính mà còn bị xét lồng nữa, bị hao lồng phải mua lồng mới nữa. Inoxy luôn á mà cũng xét. Nghề gì cũng hao tổn. Đầu tư mà không có nữa thì cuộc sống hơi khó khăn. Tiền bỏ vô mà đi đặt không có con nào thì chết luôn. Rồi, còn 6 cái nữa. Anh em đi đây. Đây 2 cái. Sông nghề sông nước mưu sinh khó quá rồi ta. Trong lùm. Anh đặt trong. Trong lùm cỏ ngon quá. Sợ rắn đang lợi chuột nằm hả? Chuẩn bị loại ăn cái vô đạp ngay cái đầu nó, cái nó dứt liền ha. Trời ơi, nghe ổ kiến vàng quá trời kiến vàng. Ê da. Ừ.
Ủa? Chưa đâu. Bên đây nè, bên đây nè. Trời ơi. Không đặt nhớ kính lắm rồi, sau nay nhìn thấy luôn à. Quá, wow, chân vàng quá. Nặng quá anh em ơi. Dạ. Ồ nặng quá. Ê ê ê. Đây, đây. Có hàng ơi. Con gì vậy? Trời, con gì vậy? Ôi. Hả? Ôi. Để ra ra. Con gì nặng dữ vậy? Ủa con gì sao sao thấy giống hai con vậy? Hả? Gì vậy? Ừ. Dân hộ vợ anh. Ừ, hộ vợ anh tôi tổ luôn. Thôi, thôi hộ vợ anh không? Anh cứ thủ chiến đó. Chiến quá rồi. Quá rồi cái vàng luôn. Đây, đây, đây. Trời ơi, con rắn hộ vợ anh. Cái này im, cái này. Hả? À? Cái này ngon. Giờ anh bự quá anh em ơi. Đây, đây, đây. Lý con lấy, cái lý. Một con rồi cũng đủ gạo nữa. Cái này có giá. Hả? Cái này rất có giá. Trời ơi bự. Đâu đâu đâu. Quá trời. Mở ra cho anh em coi cái. Hả? Quá là kiến quá đâu. Giờ 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 thôi. Cắn. Quá. Xin biết luôn à. Ủa con kiến sao nó không cắn rắn bà. Ôi. Bự quá anh em ơi. Có được rồi cả nhà ơi. Trời ơi, dính mấy bữa rồi. Nó nhủi cái đầu vô trầy cái đầu luôn rồi. Quá. Có cả nhà. Ồ nói chung là có một con cũng mừng rồi. Mấy bữa rồi. Rắn giờ hiếm lắm, rắn thiên nhiên kiểu hoang sơ, chỗ hoang sơ này đi sang động vật quý hiếm. Con này đặt bữa trước bữa sau dính luôn vậy nè. À. Lâu rồi quá. Quá trời kiến. Giờ cái nữa quá. Giờ cái nữa đây mà. Quá kiến mà. Thôi vậy thôi. Kiến. Nghe cổ luôn. Nghe cổ kiến. Giờ nó không có kỹ ra. Hả? Giờ nó không mang đây. Làm cái ghê vậy. Wow. Giết luôn đi. Con vợ nó không mang. Miếng khèo quá trời hả, ghê hả? Ghê luôn ơi. Trời ơi. Cái thứ ba là dính được con rồi nha mọi người. Còn được cái ba còn 5 cái nữa. Quá, cũng mừng, cũng mừng. Có hàng là được. Có hàng đây. Ôi ơi. Trời ơi bự. Thôi đất ơi. Quá trời, một lúc luôn thôi. Ôi ôi. Này chắc hơn 1 ký quá. Này hơn 1 ký á, ký mấy á, quá bự. Ôi. Quá trời, chân vàng bu lên ông anh luôn. Chết hả? Lúc ăn lúa quá rồi ăn. Ủa, lúa vô ăn lúa cái này chắc về mình ăn lợn chuột luôn á. À, này 70 vừa không có rắn về ăn lợn chuột luôn. Tốn kém quá trời. Hào lúa quá. Quá tiếng vàng ta. Thôi đi ra khỏi này đi. Đây. Mình đưa. Được con hổ hành nữa nha mọi người. Quá có lý, quá lý rồi. 5 cái được con hổ dện với con hổ hành. Vậy là em rồi. Hổ hành cũng ngon á. Hổ hành ngon. Đây nha ơi. Con hổ hành. Con cái huyền thoại nè. Em hổ hành này êm lắm á.
cả 300.000 ký. Đây nhìn trông nhỏ vậy chứ cái khúc mình nó mập lúc rồi này. Còn mới dính. Ừ. Còn bóng lộng đã ghê, đúng là hổ hành thiệt, để rồi thôi hành thấy bệnh luôn. Thôi. 5 cái 2 con. Đây đây, ảnh đây. Cái đầu ảnh đây. Khu hoang vắng mà phải vậy chứ, có hết chứ. Này đây. Cái này rất là dở nha. Gì vậy? Rồi tới con chị. Trời ơi. Dạ. Đi đi đi. Ra ngoài kể cho nghe. Dễ sặc chứ trời. Rồi vậy sao rắn dám vô? Sao rắn dám vô? Cái rắn mà dính. Dính. Trời ơi. Ủa, mấy ba con. Vậy? Ba con. Hả? Ba 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 cái này là vui lắm nè. Cái này là siêu hài luôn. À sống. Ủa? Sống này 39 năm này chưa gặp tới cái trường hợp nào như thế này. Ủa, rồi hỏi mình bảy con chuột nào? Ai biết đâu. Sao ba con y chang vậy? Ôi. Ôi vãi thiệt các bạn, 7 1 con chuột, 7 rắn mà dính hai con chuột khác vô. Chuột luôn. Vậy. 5 chuột. 5 chuột thịt luôn. Đặt nãy giờ mấy cái 6 cái. 6 cái dính con hổ ngựa với con hổ hành. Ủa bạn con hổ dạ anh với con hổ hành. Đặt cái con chuột dính thêm hai con chuột nữa. Giờ thành ra là 6 cái mà mình được hai con rắn với 5 con chuột còn nha các bạn. Vậy là 5 chuột đó chuột dừa nữa các bạn, đó mình thịt được luôn rồi. Được hai con rắn 5 chuột nữa. Chuột lúc đây là nói chung chuột dừa không à. Chuột dừa nó ăn dừa ấy ăn dừa nước rồi. Chuột ăn thịt đá lắm mọi người. Thôi giờ hai anh em cũng chuyến hành trình về còn hai cái nữa. Cũng gần gần ở trong kia đó. Tại nãy tiện đường đây anh em đi thăm này trước. Còn hai cái nữa mọi người ráng theo chân anh em mình nha. Ôi, đuối tay hả? Quá xa. Quá xa. Chạy ngược nữa. Dẹo hơi mệt. Đặt rắn rồi phải kiếm mấy chỗ xa, mấy chỗ vắng vậy đặt mới có được. Phải chịu khó đi. Chứ mình đặt mấy chỗ gần có người rắn nhát nó không dám lại mọi người. Thôi để hai anh em mình còn đoạn nữa anh em chèo về luôn đi thăm hai cái bẫy kia luôn mọi người. Quá xa. Tới cái thứ bảy rồi nha cả nhà. Anh em mình nãy lấy xong ra chạy đi tới cái thứ bảy. Đặt cũng hơi xa. Có là la rồi, chết. Thôi không có mọi người. Cây thứ 8 mới ngoài, tới chỗ rồi. Đây. Đặt chỗ nhặt vậy, đặt chỗ nhét vô xe rùa luôn hả? Dữ rồi. Có hàng anh em ơi. Vậy. Được không? Con gì? Ê ê ê. Lấy ơi. Trời ơi, vàng ngắn luôn, vàng ngắn luôn. Con gì hả? Không ngựa hả? Ừ, không ngựa. Ừ, cứ mình hết nói vậy. Ừ. Ủa sao không ăn chuột mà ăn chuột chết hết rồi mà. Đâu đâu ra đây ơi. Rồi. Ấy, thôi thôi về nhà đi mình khui luôn. Rồi, đi đi. Thôi hai anh em mình về nhà khui luôn các bạn ơi. Đi. Anh em về tới nhà rồi. Ừ. Thôi giờ khui ra được 3 con nha cả nhà. 8 cái 3 con. Lộng mì, lộng mì. Mình sạch, lộng mình sạch. Ê, ê. Cũng được. Ê, hồi dữ lắm à. Không ngựa nha. Dằn nhái không luôn. Ngựa, không ngựa. Quá đã, quá đã. Rồi, khui kia đâu coi. Đây phải không?
nóng này, cái này hàng nóng này. Thành quá. Nóng anh em ơi. Chuyến hành trình hai anh em đi bẫy rắn là có thu hoạch nha mọi người. Được ba con hổ ngựa, con hổ dện. Gì vậy? Lấy đó ra luôn đi. Con hổ ngựa, con hổ dện. Với con hổ hành. Đó. Rồi kiếm nó về tới đây luôn ta. Đủ thiệt. Trời ơi. Để bắt nó ra luôn hả? Cái gì? Bắt nó ra. Ra luôn hả? Ừ. Kìa. Okay. Con hổ dện bự ghê quý. Ừ, bự bự. Đúng rồi. Quá trời một lúc luôn. Vậy là còn chạy, rắn còn chạy anh em ơi. Được. Làm bẫy. Ê, hổ dện, hổ ngựa nó bằng cũng xe 90 hổ dện đi rồi. Ừ, hơn tí. Đã. Ừ. Hả? Trời ơi. Mẹ đâu nhé? Mẹ làm gì rồi? Làm gì? Con này đã quá. Ôi. Thơm hành quá. Hổ hành. Rồi ra luôn nè. Bắt vô hổ. Rồi vậy đi. Đó. Còn cái này nữa. Cái gì? Trời. Thành quả không? Ừ, hết thành quả luôn. Đã ra luôn. Ừ. Nhiều lắm. Đây, có lý rồi. Cái này mới quan trọng đây. Sáng vô. Đi sáng vô. Quan trọng là cái này. Đó. Trời ơi. Thành quả nhiều đây nha mọi người. Thôi. Xong cái nhà. Chứ hành trình của hai anh em mình là nay có thu hoạch lớn nha. Ngon. Là 8 có 8 cái mà được con hổ ngựa, con hổ dện, con hổ hành với dính thêm 3 con chuột nữa. Thôi. Thôi nói clip này chuyến hành trình trải nghiệm đi bẫy rắn ở vùng sông nước cũng hơi đầy thú vị nha mọi người. Nếu mà mọi người thấy hay nhớ đừng quên cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình cái nghề sông nước này nha mọi người. Thôi cũng không nói nhiều nữa, thôi quá thành bẫy thành quả vậy quá tốt mọi người. Hai anh em cũng đem đi bán cũng kiếm chút đỉnh được nha mọi người. Thôi bye bye mọi người luôn nha. Rồi chào mọi người.